Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Gu Chơi Xe. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn xe Honda Way 125i nhập khẩu từ Thái Lan, giá cực sốc. Kiểu dáng xe Way này tương đồng với mẫu xe số đời 2019 do các tư nhân phía Nam nhập khẩu, giá cao gấp 3 lần so với xe Honda Future 125 bán chính hãng tại Việt Nam. Một số cửa hàng tư nhân tại phía Nam vừa nhập khẩu về một số xe Honda Way 125i 2019 từ Thái Lan, tạm thời thì có giá tham khảo tại các điểm bán là 61 triệu đối với xe bánh cầm năng qua, còn 64 triệu bánh vành đúc, coi như là chưa có bao gồm chi phí ra biển số các bạn. Mẫu xe số thực tế là phiên bản tương tự của xe Future 125 phân khối chính hãng ở thị trường trong nước. Giá Way 125i nhập khẩu từ Thái Lan gấp 3 lần xe Future sản xuất tại Việt Nam, có giá 30-31 triệu đồng. Honda Way 125i 2019 ra mắt lần đầu tiên hồi tháng 8 2018 tại Thái Lan và sau đó giới thiệu tiếp thị đến thị trường Malaysia. Xe có kích thước giống như xe Future, chiều dài, rộng và cao lần lượt là 1931mm và 714mm và 1090mm. Cái này chiều dài, chiều cao lẫn chiều rộng luôn các bạn, ba thứ. Mẫu xe số nhập khẩu sở hữu bình xăng dung tích 5,4 lít, còn Future sản xuất tại Việt Nam là 4,6 lít các bạn. Chiều cao yên xe là 758mm, cốp chứa đựng đồ dung tích 17 lít. Xe trang bị đèn pha LED, ổ khóa đa chức năng. Xe được trang bị rất an toàn, gồm phanh đĩa phanh trước và phanh bố bánh sau, dành 17 inch, loại năng qua hoặc là bánh đúc, hợp kim. Trọng lượng của nó là 106kg các bạn. Way 125i 2019 được trang bị động cơ xi lanh đơn dung tích 125 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử, hộp số 4 cấp. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda khoảng 64 km/1 lít. Và sau đây, nhà sản xuất công bố thông số sức mạnh cụ thể của động cơ Honda Future bán tại Việt Nam đạt công suất là 9,5 mã lực, mô men xoắn cực đại là 10,5 Nm. Theo sơ bộ thì mình thấy xe này rất đơn giản các bạn. Nhưng có cái giá thì hơi quá cao, gấp 3 lần xe Future Việt Nam, nó y như xe Future chứ không có khác gì các bạn.
Theo mình nghĩ thì do nhập khẩu đóng thuế cao thành ra nó sẽ cao lên đó các bạn. Video đến đây đã hết. Xin hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào tạm biệt. Bye bye.